Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nghe. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog. Cả nhà ơi, bữa nay là bữa thứ hai rồi nè. Cả nhà là cái bữa đãi ăn rồi nè. Cái này là mấy anh chị, cô em mới đặt nấu. Mấy anh chị đem lại sẵn mâm bà đồ ra bắt mâm lên đó cả nhà. Đặng một hồi đãi khách nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Vừa rau vừa này là cái phần ở bên đây là cái phần để cái phần này là phần để mâm tứ ví đó cả nhà. Mâm ăn tráng miệng. Hello. Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog. Cả nhà ơi, là bữa nay là cái đám cưới của nhà em, là bữa nay là cái bữa đãi ăn nha cả nhà. Hôm qua là cái bữa nhà họ, là bữa nay là cái bữa đãi ăn. Bây giờ là cô bác lại cũng năm rồi đó cả nhà. Giờ em sẽ mời cả nhà bữa nay ăn đám cưới cùng với em nha, chứ em hiểu. Tôi thân mời tất cả các ông bà, cô chú đón với em nha. Nãy giờ mấy chị em mình vô chưa nè, giờ vô cái nè. Đây. Bây giờ là nãy ăn rồi đó cả nhà. Ở trong đây là em cho vườn thu là của phụ nữ thôi cả nhà. Các chị em phụ nữ. Các chị em phụ nữ còn ở ngoài thì em cho dàn ngoài là ở ngon không, ngon hơn cả nhà mình ơi. Ê nhỏ kia ăn có ngon không, mày ăn dữ vậy? Cô em thì cũng có mấy món dạng này cả nhà ơi. Bây giờ tới cái món lẩu nha cả nhà. Nãy giờ mấy anh chị ăn hết mấy món kia rồi, giờ em tới cái món lẩu rồi cả nhà. Chào các ơi, cả nhà mình ơi, cả nhà mình ơi, chào các ơi nè. Chào Ngọc Diệu quê lắm. Ngọc Diệu quay lắm. Ngọc Diệu quay lắm. Đây là mấy bác cũng mấy cô gì chú bác nha. Ở bên đây thì món lẩu nha cả nhà, còn bên đây thì cái món tráng miệng cả nhà ơi. Đây, món tráng miệng. Tráng miệng cả nhà mình ơi. Giờ ai làm MC xuống nó lên được không? Giờ yêu cầu làm MC mà tại đám giỗ miền Tây không ai làm MC cả nhà. Chết rồi, tôi tiếp vô giùm cái ly tao quay chút đi. Đây, ở bên đây thì khu của Nam nha cả nhà. Em cho đàn ông thì xuống dưới đây quay phim. Dạ em đương quay phim ạ. Chào các ơi, con trai ơi. Đây con quay chết đây. Đây. Đó. Ủa cậu ba mới qua hả cậu ba? Cậu ba mới qua hả? Đây. Cô dâu chú rể sớm giờ đi vòng vòng kìa cả nhà ơi. Đi coi đi tải khách cả nhà. Đó. Ai vậy, ai vậy? Ai vậy chú hả? Đúng, nó kêu tao cầm chứ nó không gọi hình. Đây là mẹ của cô dâu nghe cả nhà ơi. Cả nhà, bữa nay gả con ra. Nay gả gái rồi đó. Bữa nay đẹp nha cả nhà, mai bắt đầu khóc nha cả nhà. Cả nhà đón tới ngày mai nha, bữa nay là cái ngày thứ hai rồi nha. Còn mai là ngày thứ ba, bắt đầu ngày mai là ngày khóc, nay ngày cười, mai ngày khóc nè cả nhà ơi. Đó, cô dâu đơn chụp hình. Cậu đây là cậu Tám em. Chào cậu Tám. Tỉnh hả? Tỉnh hả? Tỉnh chưa? Chưa hả? Mới chạy vô bàn cháu có mẹ giờ chạy tao năm sáu bàn nó sắp tóc.
năm sáu bàn quá, năm sáu cốc quá. Ở miền Tây em thì đám nó cũng đơn giản đó nha, dễ thôi. Rồi rồi rồi, cả nhà mình vô cái nè, vô cái nè, vô cái, vô cái, vô cái là nó một hai ba vô, ba hai một đúng. Thôi cà uống đi. Anh em mình tiếp đi. Trời ơi, trời. Combo rồi đó, từ tối rồi lên đô rồi đó. Em nói cả nhà nãy giờ đẩy khách nước muốn chết. Bây giờ uống không ông nào? Này là cái ly kế bữa anh muốn uống ly nào bây giờ? Thôi giờ thôi nửa thôi nhiêu thôi. Dạ. Ăn trong luôn kìa, kêu nó đi hoàng rồi chúng mình chị kìa. Kinh kinh chứ. Chờ chờ em 5 phút, chờ 5 phút. Giờ thôi giờ em thay mặt bố dượng em đi, vậy em mời tất cả. Bây giờ em biết cái nội lớn nhỏ con xin giờ con xin tổng chào con mời hết thay mặt dượng con. Giờ thôi giờ nửa ly hả, 50 hả, ai còn ít thì uống hết, mà ai nhiều uống 50 thì tại con đầy uống 50 dưới đây uống 50 trên ối. Anh gót đi, anh gót, anh gót 50 dưới, em gót liền á. Rồi anh gót vô đi, anh gót vô. Thôi em mời tất cả các ông bà cô chú anh chị cùng ăn đám cưới với em nha. Bác tư của em là cả nhà, bác tư cả nhà. Rồi rồi giờ nè, 1 2 3 vô, 3 2 1 uống giờ hết nha, hết nha, 100 nha, hết không hết rồi em long dởn luôn cả nhà ơi. Đây, rồi em mời cả nhà với em quan tâm luôn cả nhà ơi. Lên kênh Kim, lên kênh Ngọc Diệu Vlog là có nghe. Mấy bữa nữa em mới có đăng về, em không có thời gian. Dạ, trực tiếp luôn đi, cái đăng ký. Chắc thằng kia tới bằng con nhiều quá. Thằng kia tới bằng con rồi, nó da nhỏ lắm chứ không có thể da lớn. Kêu cái ông nhà này là cậu. Em cũng kêu dưỡng. Dạ, thôi vậy hai đứa bằng nhau. Vậy hai đứa bằng nhau. Anh em à. Anh em ơi. Thôi giờ em mời cả nhà tự nhiên nha. Thôi cả nhà ơi, về em đi vô cái nhà. Rồi sáng giờ cả nhà đói quá cả nhà. Sáng giờ đói quá. Không làm gì. Không dòm tôi có nửa con mắt. Ông làm gì, ông dòm tôi có nửa con mắt. Giờ ông muốn gì? Ai mới đến cho em nhớ cho em xin một like, đăng ký, chia sẻ nha cả nhà.
mà. Hello. Hồi sáng mặc đồ đẹp. Hồi sáng mặc đồ đẹp mà giờ mặc đồ gì nè cả nhà ơi. Cô dâu. Mẹ cô dâu. Dành cô dâu ở đây là mẹ của cô dâu đó cả nhà.